chào buổi sáng quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin khởi động ngày mới của Đài Phát thanh Truyền hình Lai Châu. Thưa quý vị, tập trung chỉ đạo sản xuất nông lâm nghiệp đảm bảo chỉ tiêu thời vụ, trong đó quan tâm đến công tác phòng chống lụt bão, xây dựng nông thôn mới. Đó là một trong những ý kiến chỉ đạo của đồng chí Lê Văn Lương, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tại phiên họp Ủy ban nhân dân tỉnh thường kỳ tháng 3, được tổ chức sáng 22 tháng 3 theo hình thức trực tiếp kết hợp với trực tuyến. Theo báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh, trong quý 1 năm 2024, các cấp các ngành tiếp tục tăng cường chỉ đạo triển khai thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh và đạt được nhiều kết quả tích cực. Một số chỉ tiêu thực hiện tăng so với cùng kỳ như diện tích gieo cấy lúa đông xuân tăng 21 ha, sản lượng trái búp tươi tăng 5%. Các đơn vị thực hiện tốt công tác chuẩn bị cây giống để phục vụ trồng rừng mới năm 2024 và trồng rậm rừng trồng năm 2023. Giá trị sản xuất công nghiệp ước đạt trên 599 tỷ đồng. Thị trường hàng hóa trên địa bàn tỉnh cơ bản ổn định, đảm bảo nguồn cung hàng hóa dồi dào, đa dạng, phong phú, giá cả duy trì ổn định, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của nhân dân. Tổng giá trị xuất nhập khẩu trên địa bàn ước đạt 6,99 triệu USD. Hoạt động ngân hàng ổn định, an toàn, tiếp tục thực hiện các chính sách tín dụng theo chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội. Tiếp tục triển khai các hoạt động nhằm cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh. Phát biểu kết luận phiên họp, đồng chí Lê Văn Lương, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị các sở ngành tỉnh, các địa phương tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm trong quý 2 và thời gian tới. Đó là tập trung thực hiện kế hoạch số 678 ngày 29 tháng 2 năm 2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh về thực hiện kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Lai Châu. Tập trung chỉ đạo sản xuất nông lâm nghiệp đảm bảo chỉ tiêu thời vụ, trong đó quan tâm đến công tác phòng chống lụt bão và chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới theo bộ tiêu chí mới, tháo gỡ khó khăn trong sản xuất công nghiệp, quan tâm thực hiện tốt xúc tiến thương mại, đối thoại doanh nghiệp, thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, tạo điều kiện cho doanh nghiệp vào khảo sát đầu tư các dự án, đẩy mạnh thực hiện các giải pháp để giải ngân vốn đầu tư công, tuyên truyền luật đất đai, tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong thực hiện. Tiếp tục quan tâm triển khai các giải pháp thực hiện trong lĩnh vực văn hóa giáo dục, đảm bảo quốc phòng an ninh. Tiểu ban công tác cửa khẩu tỉnh vừa tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2024. Đồng chí Giàng A Tính, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh dự và chỉ đạo hội nghị. Công tác phối hợp kiểm soát xuất nhập khẩu, xuất nhập cảnh tại cửa khẩu ngày càng hiệu quả, đặc biệt đã phối hợp với lực lượng chức năng Trung Quốc thực hiện tốt các biện pháp để khôi phục lại toàn bộ hoạt động xuất nhập khẩu, xuất nhập cảnh tại cửa khẩu Ma Lù Thàng, Kim Thủy Hà, triển khai điều phối thống nhất các hoạt động thông quan hàng hóa hàng ngày, đảm bảo khoa học thống nhất, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các hoạt động tại cửa khẩu. Nhiệm vụ năm 2024, Tiểu ban công tác cửa khẩu thống nhất tiếp tục tham mưu cho Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo thực hiện có hiệu quả đối với công tác quản lý cửa khẩu, kiểm soát xuất nhập cảnh, xuất nhập khẩu, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, trang bị kỹ thuật trong công tác quản lý kiểm soát cửa khẩu, kiểm soát xuất nhập cảnh, nâng cao chất lượng hiệu quả công tác quản lý cửa khẩu, đáp ứng yêu cầu cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Giàng A Tính, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, trưởng tiểu ban công tác cửa khẩu tỉnh Lai Châu đề nghị năm 2024, tiểu ban công tác cửa khẩu chủ động nghiên cứu đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh các biện pháp, giải pháp để đẩy mạnh các hoạt động xuất nhập khẩu qua các cửa khẩu của tỉnh, tạo điều kiện hỗ trợ các doanh nghiệp xuất nhập khẩu trong việc liên kết với các hộ dân để mở rộng các vùng trồng nông sản phục vụ xuất khẩu, cấp mã vùng trồng, đảm bảo quy định của mặt hàng xuất khẩu. Theo Tổ chức Y tế Thế giới, tại Việt Nam, do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 trong thời gian qua và việc gián đoạn cung ứng các vaccine trong chương trình tiêm chủng mở rộng năm 2023 đã tác động đến tỷ lệ tiêm chủng các vaccine cho trẻ em trên toàn quốc. Nhiều trẻ em chưa được tiêm chủng đủ mũi, đúng lịch là yếu tố nguy cơ gây bùng phát dịch bệnh, bao gồm sởi. Thực hiện văn bản chỉ đạo của Bộ Y tế về việc tăng cường công tác phòng chống bệnh sởi, để đẩy mạnh công tác phòng chống dịch bệnh, giảm thiểu nguy cơ bùng phát dịch sởi, Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành công văn triển khai nội dung này. Theo đó, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Y tế chủ trì phối hợp với Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các sở ngành liên quan triển khai thực hiện, tăng cường giám sát, phát hiện sớm các trường hợp mắc bệnh sởi tại cộng đồng và các cơ sở khám bệnh chữa bệnh, triển khai các biện pháp xử lý triệt để ổ dịch ngay khi phát hiện các trường hợp mắc bệnh.
tiếp tục triển khai công tác tiêm chủng thường xuyên hàng tháng cho các đối tượng thuộc chương trình tiêm chủng mở rộng, trong đó có tiêm vaccine sởi cho trẻ em 9 tháng tuổi và vaccine sởi rubella cho trẻ 18 tháng tuổi. Ra soát tổ chức tiêm bù, tiêm vét cho đối tượng thuộc chương trình tiêm chủng mở rộng chưa được tiêm vaccine phòng bệnh sởi, đặc biệt chú ý đến vùng lõi tiêm chủng. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về nguy cơ mắc bệnh sởi và các biện pháp phòng chống. Vận động người dân đưa con em đi tiêm chủng đầy đủ, đúng lịch các vaccine trong chương trình tiêm chủng mở rộng để chủ động phòng chống các bệnh truyền nhiễm có vaccine phòng bệnh. Thưa quý vị, thưa các bạn, giờ trái đất là sáng kiến của Quỹ Quốc tế về bảo vệ thiên nhiên nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng về biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường và tiết kiệm năng lượng trên toàn thế giới, được tổ chức lần đầu vào năm 2007. Năm nay, sự kiện này diễn ra từ 20:30 đến 21:30 ngày 23 tháng 3 với chủ đề Tiết kiệm điện thành thói quen. Thực hiện tiết kiệm trong quản lý sử dụng điện năng, các cơ quan đơn vị địa phương và các tổ chức cá nhân trên địa bàn tỉnh thời gian qua đã tích cực thực hiện các biện pháp sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả, góp phần cung ứng điện ổn định, an toàn, đáp ứng nhu cầu điện cho sản xuất kinh doanh và nhu cầu sinh hoạt thiết yếu của nhân dân. Đặc biệt, hơn 10 năm qua, hưởng ứng chiến dịch giờ trái đất, phong trào tiết kiệm điện đang hình thành thói quen và lan tỏa với mọi người. Phóng sự sau đề cập nội dung này, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Các ngành chức năng cũng đẩy mạnh tuyên truyền trên các phương tiện thông tin truyền thông về chiến dịch giờ trái đất, chương trình trường học tiết kiệm điện, chương trình khách hàng lắp đặt các thiết bị điện thông minh, phong trào hộ gia đình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, tạo sức lan tỏa rộng rãi, nâng cao ý thức tự giác trong cộng đồng về tiết kiệm năng lượng điện. Thông qua các hoạt động truyền thông, vận động về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, từ năm 2020 đến nay, toàn tỉnh đã tiết kiệm được gần 18 triệu kWh điện. Riêng năm 2023 đã tiết kiệm được trên 6 triệu kWh, đạt 2,15% so với sản lượng điện thương phẩm năm. Thế cho nên là riêng gia đình nhà tôi thì cũng phổ biến đến con cháu là coi như là dùng điện là tiết kiệm ý thế, và hai nữa là dùng những cái bóng đèn đóng lại các thứ để coi như là nó giảm những cái chỉ số về điện. Với việc triển khai thực hiện chiến dịch giờ trái đất thì trong thời gian qua, ban tỉnh cũng như các sở ngành đã triển khai nhiều cái phong trào, các chương trình về sử dụng tiết kiệm điện hiệu quả, như chương trình trường học tiết kiệm điện, chương trình khách hàng sử dụng điện thông minh, chương trình phóng xây dựng và phát phóng sự về tuyên truyền sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả. Trong đó thì chú trọng việc tuyên truyền các mô hình, các cái điển hình tiên tiến trong việc sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả để lan tỏa đến cộng đồng, để thực hiện đẩy mạnh cái phong trào sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả. Thực hiện chỉ thị số 20 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường tiết kiệm điện giai đoạn 2023-2025 và các năm tiếp theo, tỉnh Lai Châu phấn đấu hàng năm tiết kiệm tối thiểu là 2% tổng điện năng tiêu thụ, giảm tỷ lệ tổn thất điện năng dưới 6% và giảm công suất phụ tải đỉnh của hệ thống điện ít nhất là 3 MW vào năm 2025. Để thực hiện được mục tiêu này, thời gian qua các cấp các ngành đã tích cực triển khai nhiều giải pháp như đẩy mạnh các hoạt động truyền thông nhằm nâng cao ý thức của cộng đồng về tiết kiệm điện, hỗ trợ các cơ sở sản xuất kinh doanh đổi mới dây chuyền, máy móc, thiết bị công nghệ tiên tiến, hiện đại, dần loại bỏ dây chuyền công nghệ lạc hậu, tiêu hao nhiều năng lượng thông qua các đề án khuyến công quốc gia, khuyến công địa phương. Từ năm 2020 đến nay, Sở Công Thương đã thực hiện hỗ trợ cho 11 cơ sở công nghiệp với tổng kinh phí thực hiện là 7,34 tỷ đồng, trong đó nguồn kinh phí hỗ trợ từ ngân sách nhà nước là 3 tỷ đồng. Cùng với đó, các cơ quan chức năng cũng đã tăng cường công tác thanh tra kiểm tra, kịp thời xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định về sử dụng năng lượng tiết kiệm, chú trọng nhân rộng các cách làm hay, các mô hình sử dụng tiết kiệm điện hiệu quả. Trong những cái năm qua thì chúng tôi đã phối hợp tốt với lại Sở Công Thương, các ủy ban nhân dân các huyện thành phố để tổ chức hưởng ứng, đặc biệt là thực hiện vào giờ trái đất vào 8:30 đến 9:30 ngày thứ bảy của tuần cuối cùng trong tháng 3, thực hiện đều đặn thứ
thường xuyên, và đặc biệt là triển khai những cái hoạt động hưởng ứng như dán pano áp phích tuyên truyền và đẩy mạnh cái truyền thông, và các cái hoạt động hưởng ứng như đạp xe hưởng ứng tại tất cả các địa bàn hoạt động của điện lực. Hơn 10 năm triển khai chiến dịch giờ trái đất và chương trình tiết kiệm điện, cùng với sự đẩy mạnh tuyên truyền của các cấp các ngành, sự tích cực hưởng ứng của cộng đồng đã và đang góp phần lan tỏa thông điệp tiết kiệm điện thành thói quen. Để việc tiết kiệm điện trở thành một thói quen ở mọi lúc mọi nơi trong cuộc sống hàng ngày, mỗi chúng ta hãy sử dụng điện đúng lúc, đúng chỗ, tắt các thiết bị điện khi không sử dụng. Mỗi hành động nhỏ sẽ mang đến ý nghĩa lớn, góp phần thay đổi nhận thức của cộng đồng về bảo vệ môi trường, tiết kiệm năng lượng. Thưa quý vị, thưa các bạn, trong những năm qua, để đưa nghị quyết Đại hội đoàn các cấp vào cuộc sống, các cấp bộ đoàn trên địa bàn huyện Sìn Hồ đã có nhiều giải pháp bằng các mô hình phần việc cụ thể phù hợp để vận động tuyên truyền các đoàn viên thanh niên tích cực tham gia. Qua đó đã phát huy vai trò của đoàn viên thanh niên trong việc hưởng ứng các phong trào thi đua, phát triển kinh tế xã hội ở địa phương. Xã Pu Sam Cáp có trên 97% là đồng bào dân tộc Mông sinh sống, điều kiện kinh tế văn hóa xã hội còn nhiều khó khăn. Song trong những năm qua, cùng với sự định hướng, đồng hành hỗ trợ của cấp ủy chính quyền địa phương, các cấp bộ đoàn, hội, phong trào thanh niên thi đua lập thân lập nghiệp, làm giàu chính đáng đã có sức lan tỏa mạnh mẽ sâu rộng. Nhiều mô hình phát triển kinh tế tổ hợp tác thanh niên hoạt động hiệu quả, tạo việc làm cho thanh niên trên địa bàn, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương. Có thể nói, bằng sự siêng năng cần cù, ham học hỏi, các bạn đoàn viên trên địa bàn xã Pu Sam Cáp ngày càng hăng hái sản xuất kinh doanh. Không những thế, các bạn còn truyền cảm hứng, hướng dẫn cho tất cả các bạn đoàn viên thanh niên đến tham quan học hỏi, tạo khí thế chung cho phong trào thanh niên lập thân lập nghiệp mà Ban chấp hành đoàn thanh niên xã Pu Sam Cáp đã và đang phát động trong suốt thời gian qua. Và đối với bản thân tôi là một đoàn viên của xã Pu Sam Cáp, được sự quan tâm và giúp đỡ của đoàn xã, từ khi tôi xuống ngũ thì tôi cũng tập trung chủ yếu để chăn nuôi trâu và dê để giúp bà con nâng cao phát triển kinh tế, một phần là giúp đỡ gia đình phát triển kinh tế để địa phương ngày càng phát triển hơn. Trong thời gian tới, đoàn thanh niên xã Pu Sam Cáp sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động xây dựng nhiều phong trào thanh niên thi đua yêu nước, tập trung củng cố phát triển tổ chức đoàn ngày càng vững mạnh về mọi mặt, phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, sáng tạo của các bạn đoàn viên thanh niên, từ đó tiếp tục định hướng hỗ trợ, giúp đỡ thanh niên phát triển các mô hình kinh tế, nhân rộng các mô hình tổ hợp tác thanh niên hoạt động hiệu quả, góp phần cùng thanh niên miền núi thoát nghèo, ổn định cuộc sống và xây dựng quê hương. Cho đoàn viên thanh niên trên địa bàn xã Pu Sam Cáp về đoàn xã cũng đã có xây dựng những kế hoạch và tuyên truyền cho đoàn viên thanh niên như là chăn nuôi, đẩy gia súc gia cầm. Thì bên cạnh đó thì cũng nhiều thanh niên trên địa bàn xã cũng đã tích cực, như là nhiều hộ cũng đã chăn nuôi như trâu, lợn với dê thì cũng có hiệu quả giúp về phát triển kinh tế, đa gia súc cho các hộ gia đình và từng đoàn viên thanh niên trong địa bàn xã. Như là công tác tuyên truyền cho đoàn viên thanh niên thì Ban chấp hành đoàn xã chủ yếu tuyên truyền về cách nuôi và hướng dẫn các kỹ thuật chăm sóc cho đoàn viên thanh niên trên địa bàn xã. Nhờ việc thúc đẩy phát triển mở rộng vùng lúa chất lượng cao, những năm qua trên địa bàn toàn tỉnh đã tạo ra vùng nguyên liệu lớn để các doanh nghiệp, hợp tác xã trên địa bàn tỉnh mạnh dạn đầu tư xây dựng thương hiệu gạo đặc sản Lai Châu thông qua chương trình mỗi xã một sản phẩm OCOP. Đến nay toàn tỉnh có 11 sản phẩm gạo OCOP 3-4 sao như gạo xén cù, tẻ dâu, nếp tan co giàng, nếp tan pỏng. Thời gian tới, các địa phương sẽ tiếp tục mở rộng vùng sản xuất lúa hàng hóa, đẩy mạnh liên kết bao tiêu sản phẩm lúa gạo giữa người dân và doanh nghiệp, hợp tác xã. Từ đó nâng cao thu nhập qua mỗi năm, giúp người nông dân có động lực bám đồng bám ruộng, góp phần xóa đói giảm nghèo và vươn lên làm giàu. Mục tiêu đến hết năm 2024, huyện Tam Đường tiếp tục duy trì 126 trên 126 bản trên địa bàn của huyện có hệ thống điện thắp sáng đường giao thông trục bản an toàn, hiệu quả. 67,4% bản sáng xanh sạch đẹp, trong đó duy trì 73 bản, phát triển mới 12 bản tại xã thị trấn.
Thời gian qua, huyện Tam Đường luôn đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động tập trung lồng ghép mọi nguồn lực xây dựng cảnh quan môi trường nông thôn, đô thị Tam Đường sáng xanh sạch đẹp. Từ đó đã nâng cao ý thức chấp hành các quy định về bảo vệ môi trường, giữ gìn cảnh quan thiên nhiên, giữ gìn an ninh trật tự của nhân dân. Đồng thời nâng cao vai trò, trách nhiệm, sự điều hành của chính quyền các cấp và sự phối hợp của các ban ngành đoàn thể trong việc tổ chức triển khai thực hiện. Hiện nay, mạng lưới tổ chức tín dụng trong toàn tỉnh gồm có 9 tổ chức tín dụng với 40 điểm giao dịch cố định. Ngoài ra, chi nhánh ngân hàng chính sách xã hội tỉnh có các điểm giao dịch lưu động tại 100% các xã phường thị trấn trên địa bàn, 293 điểm giới thiệu dịch vụ của 7 công ty tài chính cung cấp các nhu cầu về tài chính tiêu dùng cho nhân dân. Ngoài ra, trên địa bàn của tỉnh có 35 cây ATM, CDM của các chi nhánh ngân hàng thương mại được lắp đặt tại 8 trên 8 huyện thành phố, 59 máy POS tại 58 điểm chấp nhận thẻ. Để đáp ứng được nhu cầu ngày càng cao của khách hàng, góp phần thực hiện hiệu quả mục tiêu chuyển đổi số quốc gia, một số ngân hàng đã tích cực triển khai chuyển đổi số, phát triển các dịch vụ ngân hàng số hiện đại, tiện ích nhằm gia tăng trải nghiệm và gắn kết khách hàng. Bản tin khởi động ngày mới của Đài Phát thanh Truyền hình Lai Châu hôm nay xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.